thì mỗi lần một dự án thì đều là những dự án rất là bom tấn. Còn marketing thì không có bom tấn mà bom tấn đều luôn á. Một năm cô ấy thì ra khoảng 3 cái. Nên là một cái chỗ rồi, mình là người già nhất mà mình lại không ra nhiều nhất. Mình rất là hổ thẹn với các khi mỗi tình đàn em như thế này. Nhưng mà mỗi một cái sự dự án của các em đều rất là thành công. Nên mình cảm thấy rất là vui. Và ngày hôm nay là tin chắc thì dự án sẽ thành công với những tương trí. Xin cảm ơn Minh Thành rất nhiều ạ. Thật ra thì từng càng già càng cay nha chị. Và em thấy là bộ phim mới vừa rồi Bảy Ngọt Ngào của chị là cây xè hấp dẫn lắm luôn. Còn vào một trận tay chúc mừng cho chị Minh Thành đã có những thành công cả trong âm nhạc và điện ảnh. Và tiếp theo chị ơi, khi mình chơi trò diễn đi, mình chuyển lời cho ai đi, tiếp theo là ai đây? Tiếp theo chắc là Lưu đi. Coi nhiều chuyện quá. Lời đầu tiên chào mừng để chào đến tất cả mọi người đã có mặt và cùng chúc mừng cho dự án không phải ngày của mình sẽ công ty. Có một điều mà tôi muốn hỏi trong năm đó là Nguyễn Văn Cầu nói với dù em nói gì nghe là mày là người đầu tiên tao nói cho mình nghe cái dự án này vậy ngại sao nghe tại đó rồi đó. Chị Hà nói rằng đó là thằng biết dự án này ngay từ đầu chứ không phải. Biết từ đầu vậy là mình có là đầu không? Là đầu thấy mặt của tất cả mọi người hành lý vô đây rồi rất là căng thẳng. Tôi nói nhanh thôi ạ, chúng tôi đến đây với tình yêu thương, có rất là nhiều người quen ở dưới nữa. Cũng đến đây tình yêu thương Đông Nhi và tốt năm rồi tôi nghĩ là có một sản phẩm công tác lần nào ra sản phẩm trước đó cũng phải điện á, bị rất đầu tư, bị rất nặng ký và bản thân mình cũng là một trong những người mà rất là thương người bạn thân của mình. Vậy cho nên là mình lần này mình đứng ở đây mình cũng hết mình cũng sẵn sàng cho hết mình với bạn thân của mình và cũng rất là vui khi mà tất cả những thành viên trong gia đình văn hóa kiểu có cái hình ảnh mới kiểu sẽ có rất là nhiều những cái góc nhìn khác rất là thú vị để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Thông qua cái sản phẩm của các nhà hàng của Đông Nhi thì mọi người trong gia đình văn hóa đều rất là tâm đắc, trong gia đình văn hóa đều rất là vui và cũng rất là chờ đó. Luôn với tất cả mọi thành viên trong gia đình văn hóa như tất cả mọi người ở đây, tôi chưa được xem bất cứ một chi tiết nào của MV hết. Mọi người thấy chịu rất là cảm động chúng tôi nhưng mà rất là tin tưởng đối với ekip của Đông Nhi cho nên là sẵn sàng một chút bữa nay luôn sẽ với tất cả mọi người sẽ đón chờ đẹp nhất và đặc biệt nhất khi mà ra mắt dự án phong cách Đông Nhi đang buông sầu của nghệ sĩ Đông Nhi. Xin cảm ơn Lưu Phước Thịnh và chúng tôi cũng chờ đón MV sắp tới. Điều như chị Hằng nói ở đây
Nhi. Thật sự khi mà mình được tham gia vào cái sự kiện này sẽ được trở lại của Đông Nhi sau 4 năm. Đây sẽ là sự kiện rất là đặc biệt như là một cái dấu ấn và có vui và rất là vinh hạnh khi mà được tham dự và góp một chút công sức nho nhỏ của mình vào như tất cả những gì mà mình thấy. Mình làm rất là chỉn chu và đầu tư, và thật là một dịp rất là đặc biệt khi mà quý vị có thể tham gia hợp tác và làm việc cùng với Đồng Nhi và người làm việc rất là tử tế và chi tiết và rất là tinh tế. Đó là một điều mà quý vị cảm thấy thân phục và
trình luôn. Đó là tình bạn của tất cả mọi người dành cho nhau, chắc chắn đó cũng là điều